ngày hôm nay phải nói là quá trời màu sắc luôn ha. Dạ. Nhiều cái phong cách. Buka là phong cách bằng cassette đúng không? Bằng cassette. Mấy cái bằng cassette mà hồi xưa mình à cái dây ấy lâu dây ra dây lôi ra đó. Cái đồ hoài niệm. Cái đồ hoài niệm. Không, nói đi. Cái đồ rửa chén á, cái đồ rửa chén á. anh Giang nhưng mà không phải cái đồ chuyện đòi. Em thấy chị Buka hôm nay mặc cái đầm giống với lại đôi giày của anh Giang. Anh Giang có thể cho em mượn đôi giày cho hợp không? Không hợp. Anh mang đôi giày em. Kỳ lắm hả? Thì hôm nay có màu tím, màu đen, màu xanh, rồi màu nhiều vàng, màu trắng. Đủ màu á. Nói chung là đầy đủ màu sắc. Tại vì hôm nay tụi em đi ăn đám cưới của chị Khả Như. Đi ăn đám cưới của chị Khả Như. Dạ. Yeah. Em là ca sĩ hát chính trong đám cưới. Mời ca sĩ. Chú rể lại. Mà Văn Khoa. Dạ anh Khoa, mời anh Khoa. Dạ mời anh Khoa. Ủa này giống ông xui hơn á. Em chưa gì đâu. Xui chị. Ủa ôi, sao từ mùa 2 tới mùa này vẫn là thấy bà Văn Khoa vậy? Để giúp cho phụ nữ có thể bước lên xe hơi một cách dễ dàng, sản phẩm nào đã được tạo ra? Cầu thang. Em mới vừa nghĩ cái ý kiến đó trong đầu luôn vậy à. Đúng hả em? Dạ vâng, ngày sau đây em là một chiếc đầm ngắn và chị Khả Như là một chiếc đầm dài. Thì em nghĩ là để mà một người phụ nữ leo lên xe dễ dàng nhất đó chính là một chiếc đầm ngắn. Anh Giang nghĩ gì không Giang? Sao tôi xin phản đối à? Đúng rồi, em phản đối. Em phản đối à. Tức là mọi người phải hiểu nè, ngày xưa ở bên châu Âu đúng chưa? À, là xe hơi bên đó có trước. Thì lúc đó thời điểm đó bên châu mọi người biết cái thời kỳ phục hưng thì mặc cái váy gì kiểu dạ. Gì đó. Váy bông bông. Nó cái thùng thùng như này. Dạ. Thì lên xuống rất là khó khăn, phải túm hai ba người túm rất rồi là nhét khó. Vô rồi mới nhào vô. Mà nhiều khi không vô nữa. Túm rồi mở cửa rồi nhào ra. Mà cửa lúc đó cửa ngược nữa. Dạ. Nên rất là khó. Thì dạ. Ý Vân là người ta sẽ tạo ra cái váy ngắn để bước lên bước xuống dễ dàng hơn. À. Ủa vậy có khi nào là người ta sẽ thiết kế cái quần để mặc cho nó dễ khi mà di chuyển lên không? Thì cũng có thể là nếu mà vì điều đó khó quá thì người ta làm ra cái quần. Theo Khánh Vân là cái váy. Dạ. Đôi khi người ta cần tới một cái buổi tiệc, người ta cần phải mặc bộ đồ đó, không lẽ người ta mặc váy ngắn rồi người ta đúng tới rồi. Người ta phải thay váy dài. Giống như giờ cô dâu nè, chẳng lẽ giờ bắt cô dâu hả? Giờ thôi chị mặc quần đi. Câu hỏi đã được đưa ra và đáp án cuối cùng là một chiếc váy ngắn em. Váy ngắn. Em hãy tin chị. Tin hay không ạ? À? Trời sao bé? Không tin. Không tin, không tin, không tin vào. Vì sao? Thấy nó rối lắm. À, thấy nó rối lắm. Rồi, rồi. Lựa chọn của Ngân là không tin Khánh Vân. Đây là sự lựa chọn không chính xác. Không chính xác. Trời ơi, váy ngắn sẽ rất là tiện. Trời ơi, con bé ngây thơ quá. Bé Bến Tre này. Sau khi ô tô ra đời trong những năm 1900, váy được thiết kế ngắn hơn để giúp phụ nữ bước vào ô tô một cách dễ dàng, đơn giản vậy thôi. Dạ. Hay quá vậy ta. Dạ đúng. Không nào luôn. Chiếc váy ngắn sẽ rất là tiện. Lúc đó thì làm gì có cái quần ở đó đúng không? Dạ đúng rồi. Phụ nữ đầm xòe cho em mà bước ô tô rất là khó khăn. Như vậy là một dấu O đã thuộc về trai. Chúc mừng con. Vô cái chiến lược rồi. Giống như chiến lược. Em đâu có sự lựa chọn. Giờ chọn anh Dương Lâm rồi xong chị Khả Như rồi thắng luôn. Đường đi luôn. Quá tiện luôn anh. Bé nó khóc một kìa, bé Ngân khóc một kìa. Thôi không buồn. Không có khóc bé, không có khóc. Em phải chọn người khác chứ em chọn anh Lâm. Ai coi em ra gì? Có ai coi con không chú? Có, coi bình thường con. Dạ. Dạ, thì dù anh Lâm có nói đi như nào nữa, em cũng chọn anh Lâm. Quá dễ lắm. Quá trời. Anh nhớ thằng bé chiều nay nó gom đồ với lái xe cẩn thận không? Đúng rồi. Để anh trả lời cho nó đàng hoàng vào nhá. Riêng câu này thì con cứ nghe anh Lâm nói có quyền tin hay không tin. Bởi vì câu này rất là dễ. Theo khảo sát 300 phụ nữ, họ thích giữ thứ gì của chồng nhất ngoài tiền? À, tính mạng. Là nắm giữ cái gì của chồng nhất? Tính mạng. Nắm giữ có. À, em nghĩ là đôi bàn tay. Bởi vì nắm tay nhau đi qua màn mưa, ở đâu anh cũng đón đưa, cho dù thời gian già nua vẫn yêu em như ngày xưa. Ủa bài đó bài gì ta? Bài gì vậy? Hay không? Nghe lạ quá à. Mới sáng tác hay sao hả? Không có, cái bài nó hot quá mà không biết hả? Thiệt hả? Nè, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật đông. Biết. Tay không? Nắm tay hợp lý á. Không, hợp lý á. Nắm đầu. Không. Không, anh cái đó bạo lắm. Chị biết rồi. Nắm giấy tờ nhà. Nắm giấy tờ nhà. Đúng là bất động sản có khác mà. Nhưng mà tiền với giấy tờ nhà thì cũng là tài sản na ná như nhau. Em cần xin ý kiến của mọi người ạ. Nắm giữ trái tim. Nắm trái tim. Dạ, nắm giữ trái tim. Đúng rồi. Khi mà yêu nhau,
Vật chất chỉ là bên ngoài thôi, nhưng mà trái tim mới quyết định hai cặp đó đi với nhau đến suốt cuộc đời. Cho nên là em nghĩ là nắm trái tim, giữ trái tim. Cuối cùng là nắm trái tim, nắm giữ trái tim. Nắm giữ trái tim. Tin hay không ạ? Dạ, theo suy nghĩ của con, nếu mà con là bạn nữ, con cũng nắm trái tim luôn. Tức là theo con là con, nếu con là phụ nữ thì con cũng nắm giữ trái tim chứ đúng không rồi. Cần sự cố vấn của anh Lâm đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là tin. Tin. Được, tin, tại vì con đã nghĩ ra điều đó rồi đúng không? Dạ, rồi, không tin trừ lương sao? Tiền với tình, hai cái đi đâu? Tiền, tình, nắm tình. Nắm tình nghe bị kỳ, nắm trái tim. Lựa chọn tin Lê Dư Bảo Lâm là sự lựa chọn. Chính xác. Chết rồi, trúng bẫy rồi. Chị Như làm sao cho được nha chị Như. Theo khảo sát 300 phụ nữ họ thích giữ thứ gì của chồng nhất ngoài tiền, 46% đồng ý là trái tim. 26% đồng ý là giữ thẻ ngân hàng. 25% nói rằng là ngoài tiền ra không giữ gì hết. Và 1% nói là tôi giữ tất cả. Hay quá. Mấy chị 1% nó hay á. Thấy cái 1% đó là ở nhà anh Giang á. Nhà ta nữa, cơ. Nhiều nhà lắm. À, nhà lắm. Nhiều nhà lắm. Mỗi lần mà nhắc tới giáo phương gì cái mặt anh Giang vậy đó. Anh sợ dở thế rồi. Em sao á. Nói chung là thêm một dấu nữa, hai dấu dành cho mình. Wow. Giờ con chọn ai? Chắc chắn rồi. Cô Như. Chặn đường chiến thắng. Con à, không chọn chị Hải Như. Hải Như. Chị Hải Như nha. Dễ thương quá. Cảm ơn em. Trong đám cưới ở tỉnh Pinamugasan, Philippines, tất cả quan khách đã bất ngờ khi có người đàn ông chui ra từ trong chiếc váy của cô dâu. Lý do hành động hy hữu này của ông ta là vì sao? Chui từ trong đó ra hả? Chui đấy chỉ có chú rẻ thôi chứ. Rồi làm gì trống, rồi làm gì trống. Em suy nghĩ gì nha. Có khi nào là ông tưởng đâu cái đầm cô dâu là cái bàn không ta? Tại giống như cái lồng bàn á, ông chui xuống tìm đồ hay gì đó không? Có thể là ông ấy là khách đang ngồi ăn thì cái váy cô dâu nó chồng to lên. Quá nó quẹt lôi ông lên luôn. Phải không? Phải không? Ai, à, đúng vậy là đang ngồi nè, thấy cô dâu xách cái đầm. Thôi đi, cái váy cô dâu phải có hốn đen vũ trụ nó hốn người. Cái đầm cô dâu bự lắm. Có thể mà có ông đó, ông đang lồm cồm ông tìm, ông đang lụm cái gì đó. Xong rồi cô dâu đi ngang, cô dâu phủ lên luôn, phủ ra. Ông bà ông đó là nhà ảo thuật. Thường là nhà ảo thuật sẽ đi từ cửa này cái mở cửa ra. Mở lộn đây. Đó thì người ta đi lộn cửa thôi. Em nghĩ là ở trong đó để nâng váy cho cô dâu đi vào lễ đường. Đi cho dễ. Bởi vì có những cái đầm nó tới mười mấy, 20 kg lận. Ủa cô dâu may mặc áo giáp sắt hay như mà áo không, cái đầm nó khủng khiếp lắm. Cái này giống như là múa lân đúng không? Kiểu như là kiểu cái đầm nó quá dài và đó là cái kiểu rồi, truyền thống. Rồi xong cái tới nơi, tới lễ đường cái mấy người đó chui ra. Cái cô dâu làm lễ, cái cô dâu đi nữa, cái mấy người đó chui vô. Đáp án cuối cùng là? Là nâng váy cho cô dâu. Tin hay không ạ? Dạ con tin. Vì sao ạ? Vì chị Như. Vì cái tiểu phẩm này nó hợp lý. Vì sao? Chị Như giải thích đúng. Chị Như giải thích đúng. Nên tên rối như là bé rất thật thà nha. Cái gì thấy rối là rối, cái gì đúng là đúng. Nếu như mình thắng thì mình sẽ cản được cái đường chiến thắng. Dạ. Tin. Dạ. Vẫn tin. Đây là sự lựa chọn. Là sự lựa chọn. Chính xác.